thì ảnh lại nói là ảnh gọi cho mình, nói em ơi em đi cast cái phim này đi. Xong cái mình nói hơi anh, em mới học có năm nhất em không đi cast đâu. Xong ảnh gọi lần thứ hai, em ơi em đi cast đi. Xong cái lần thứ ba anh gọi em đi cast đi, anh xuống chở em đi. Xong rồi là đi lên gặp chú thì cast hai phân đoạn, một phân đoạn cười, một phân đoạn khóc. Thế là vô diễn đại cái phân đoạn đó là chú chọn luôn. Thanh Thủy và Dương Lâm xin kính chào quý vị đến với chương trình Con Tôi Vô Số Tội. Mẹ ơi. Dạ. Chúng ta lại tiếp tục, không biết ngày hôm nay là khách mời gì đây mẹ? Vân Trang. Vân Trang, thì đó mẹ. Khách mời ngày hôm nay là Vân Trang và mẹ của Vân Trang. Xin mời. Dạ con chào cô. Dạ con mời cô ngồi. Quá xin mời ngồi đi cô Thủy, chào Lâm. Xinh chưa? Thấy xinh sáng chưa? Hai mẹ con xinh chưa? Xin chào mọi người. Mình tên là Vân Trang. Vân Trang là một cái nghệ danh đi diễn của mình. Còn bình thường thì tên cúng cơm cha sanh mẹ đẻ là Nguyễn Ngọc Thùy Trang. Nguyễn Ngọc Thùy Trang, Vân Trang là ai đặt hay tự mình đặt cho? Lúc mà Trang đi cái phim đầu tiên là của chú Đinh Đức Liêm thì cái vai diễn đầu tiên của mình là cái vai diễn tên là Vân. Và ở trong bộ phim đó thì là đóng chung với lại chị Thùy Trang, thành ra là chú mới nói là giờ không thể nào mà để tên hai người cùng một cái tên ở trên cái danh sách diễn viên được, cho nên là chú lấy cái tên đầu tiên trong cái vai diễn đầu tiên là Vân, ghép thành Vân Trang luôn. Quá, nhưng mà làm như Tử Vi nói là phải thay tên đổi họ một lần thì nó mới lên được hay sao á. À vậy hả? Bữa là lên luôn đó, đúng không? Dạ, điểm nhấn luôn. Mà bữa có cúng chè cúng ơ đồ không? Chưa, không có cúng, cúng luôn. Trời, cái tên nổi quá trời mà cuối cùng không cúng được chén chè nào, chán ghê. Dạ con chào cô. Dạ cô giới thiệu bản thân một xíu đi cô. Chào Thủy. Dạ. Chào Dương Lâm. Chào tất cả các khán giả đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ. Tôi tên là Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1960. Hiện giờ là đang quản lý 3 cái spa. Quản lý 3 cái spa. Trời ơi, quá trời quản lý 3 cái vậy. Mở gì mà dữ vậy Trang. Lần 3 cái, nghiệp mẹ nhà cho mẹ nghỉ ngơi đi. Bạn Trang hay nói là hả rảnh nói không làm gì, tạo công ăn việc làm cho mẹ. Ba mẹ ở dưới quê là làm nghề làm gạo. Thân gói theo con lên trên Sài Gòn ở. Để con bắt lên trên này ở thì thấy ba mẹ cứ đi ra đi vô buồn quá, không có người quen trên này mà cũng không có làm gì hết. Mở 3 cái spa. Xong rồi cho mẹ cực khổ chơi. Ừ. Vậy đó hả? Dạ. Không, nhưng mà chính nhờ vậy cho nên mẹ mới trẻ và đẹp. Con có thể tưởng tượng là bước vô mẹ nghĩ rằng là nhỏ tuổi hơn mẹ, nhưng bây giờ là lớn tuổi hơn mẹ nhưng mà rất là trẻ, trẻ hơn mẹ luôn. Ngày xưa thì ở dưới quê thì cô cũng đi làm gạo với chú. Trước khi có gia đình thì cô là nhân viên nhà nước. Dạ. Ủa là cô bán gạo không mà cái giọng đẹp vậy hả cô? Là cô ngày xưa có rao gạo được không cô? Rao bán gạo không? Sao cái giọng thánh thoát vậy ta? Cô tưởng là diễn viên lòng tiếng không á? Con vành rõ chữ mà rất âm vực tả luôn. Âm vực rất là đẹp. Dạ. Yeah. Yeah, chắc nhờ vậy mà Trang cũng có cái giọng. Đúng rồi, hai cái giọng y chang luôn. Bạn đứng giọng bạn hay hả? Hay mẹ ơi, giọng hay, giọng con mới kỳ nè, giọng cô giọng chợ nè. Thôi bây giờ mình quay ngược thời gian trở về tuổi thơ đi. Dạ, không biết là Vân Trang ở nhà là con thứ mấy vậy cô? Vân Trang là con đầu tiên á. Con đầu tiên. Dạ ngày xưa lúc có bầu Vân Trang sao cô? Cô kể khúc đó nghe cô. Thời gian đó là thời gian mà cô đang gặp biên cố về kinh tế luôn. Tiền bạc đã mất hết rồi. Đúng rồi. Thì tự dưng lại có bầu Trang. Dạ. Lúc đó là mỗi lần có bầu Trang là thèm rất là thèm phở, đặc biệt là chỉ món phở thôi. Dạ. Mỗi sáng phải có một tô phở. Không có tô phở là ngày đó rồi. Rất là mệt mỏi cho tới trưa luôn. Dạ. Phải ăn mỗi ngày một tô mà ăn riết thì đâu có đủ tiền. Mình lương nhà nước mà, cái mấy anh chị ở trong cơ quan đó. Dạ. Thấy cái mặt có vẻ hơi buồn buồn, cái bắt đầu hỏi. Muốn ăn rồi phải không? Thôi đi đi, chuyến này tao bao. Tức là trời. Mấy chị em thay phiên nhau bao. Cậu thương vậy, vậy luôn. Từ nhỏ trong bụng con đã ăn cực nhiều người. Cái nết kỳ. Rất là ăn cực nhiều người. Sau khi sanh Trang tới dắt Trang đi lại quán phở ăn á. Dạ. Lúc đó cô lúc nào cũng ưu tiên cho Trang là một chén tái. Hoặc là một cái hột gà, trứng hột gà. Là bồi dưỡng thêm cho Trang đó là ăn phở từ trong bụng mẹ. Là mới đẻ là ngậm thìa vàng rồi. Là sung sướng từ nhỏ rồi. Rồi lúc mà đẻ Vân Trang ra thì lúc đó cô còn nhớ cái gương mặt và cái ngoại hình lúc đó Trang như thế nào không cô? Đi khám thai á, thì bắt đầu cái cô bảo sanh mới nói là chuẩn bị để mà sanh. Dạ. Thì lúc đó mình cũng còn mới mà chị còn rất là chưa hiểu biết gì nhiều, sợ quá. Dạ. Lúc bà chị với mẹ lên, ổng biến mất tiêu luôn. Đi nhậu, sợ.
sợ là không dám ở lại, sợ lúc đó sợ vợ mà nhiều khi những người có bầu người ta la hét sầm mắt rồi trốn mất luôn, là giao lại cho ngoại với lại gì. Dạ, trốn đi nhậu hả cô? Trốn đi nhậu. Thì lúc Sanh Trang á, lên nằm bằng Sanh, mấy cô nói bây giờ em rặn đầu tiên nha, ra cái đầu, cái ra cái mình yên tâm rồi. Cái này nè, con em là con gái nha Thu. Dở lên thì cổ đánh mà như cái động tác dở Trang lên vậy. Là dư dở bịch rác hay sao đó. Xốc hai cái chân Trang lên xong cái quánh vào cái đít một cái nghe khóc. Thì mình mở mắt ra nhìn, trời ơi thôi chết rồi. Sao vậy cô? Trang đang thui, lúc đó là đang thùi lùi một đứa bé, trời ơi thôi chết rồi. Trời, đen con... nhưng mà nó có xấu không? Không thấy, chỉ thấy là đen thui thôi. Là một cục đen thui thùi lùi thôi. Đúng rồi, cái lúc đó nằm mà buồn lắm. Trời, con gái người ta thì trắng trẻo mới đẹp, con mình mà đen thì mà con gái nữa. Dạ. Nếu là con trai thì đỡ, con dạ. gái thì thôi chắc là tạng đời rồi, khổ rồi. Trời ơi lúc đó rất là buồn, nằm mà buồn dạ. lắm. Xong xong rồi thì dạ. chú, lúc đó khoảng 12 giờ đêm thì chú trở vô. Vô thì hồi xưa Sanh dưới quê, tức là bệnh viện cũng nhỏ nên không có đẩy xe ra như người ta bây giờ, bắt buộc là người nhà phải bồng ra. Thì lúc đó đâu có ai nam đâu, trong nhà bỏ Sanh là nữ không. Bắt đầu chú thì ở ngoài, cửa thì đóng, thì chú phải leo rào vô. Trời ơi. Leo rào vô để bồng cô ra ngoài. Thì lúc bồng cô ra cái tới cái giường mà em bé nằm, cái ra cô sao nhìn trắng tươi. Má ơi, coi chừng không phải con mình đó, coi chừng người ta đưa lộn má không. Chứ hồi nãy con thấy nó đen dữ lắm, nó đen thui hả. Cái má nói, trời ơi, con của mình, có mình con Sanh, có ai Sanh nữa đâu, có mình con hà. Chắc có lẽ hồi nãy con Sanh mệt rồi, kiểu như mình táo quả tâm tinh á, lâu lâu mới mừng á. Nhiều khi gió vô nó thổi trắng á mẹ. Không phải, chắc bé Sanh ra nó da nó đỏ đó. Và lúc đó là đặc biệt, sau từ từ, làm như mới đầu xấu mà từ từ sau lại dễ thương. Tới 6 dễ tháng thương thì... thôi, vẫn chưa đẹp, dễ thương thôi. Không, lúc này cũng chưa đẹp nha. Chưa, xấu quá à. Tới 6 tháng thì dễ thương lắm. Hồi dễ thương là đi tới bệnh viện mà thăm một đứa em Sanh á. Dạ. Là cả bệnh viện ai cũng xin bồng hết. Cưng cả mấy rồi. Cô y tá cũng xin bồng, cái bà nội mới la. Đi bắt con về sợ người ta bắt cóc. Dạ. Thấy nó xinh quá đó. Trang ơi, dạ. sao vậy? Sao nhìn bản thân mình chăm chú say mê vậy? Không, nhưng mà giờ con của em bây giờ thì lại nhìn rất là giống em ngày dạ. xưa. Dạ. Khoảng thời gian mà nuôi Vân Trang lúc đó như thế nào cô? Từ nhỏ cho đến lớp 12 không hề bệnh. Yeah. Tức là không có đau bụng, nhức đầu, không sổ mũi, không như những đứa trẻ khác đặc biệt như vậy. Quá trời. Tức là nó không hề bệnh con, nó rất là khỏe. Nên cô cái mặt đó là mình đã nhẹ rồi. Và thứ hai nó rất là ngoan. Tối trước khi đi ngủ là phải một tiếng là hai mẹ con nói chuyện với nhau. Xong rồi dạy hát, dạy Trang hát từng câu, sửa từng chữ. À, thật ra thì mẹ với Trang là tại vì nhà nghèo không có gì chơi hết trơn. Xong rồi ba thì ba lại phải đi làm xa, suốt ngày ở nhà là chỉ có mẹ với mình thôi. Cho nên là hễ cái chuyện gì mẹ cũng kể cho nghe. Sau lúc đó mình nghĩ là trời ơi chắc là mình phải như thế nào đó thì mẹ mới tâm sự với mình. Nhưng mà xong lớn lớn thì suy nghĩ ừ chắc tại vì lúc đó mẹ cũng chẳng có ai nói chuyện với mẹ cho nên mình nói chuyện với mình. Đó chắc khoảng là 7-8 tháng, 7-8 tháng. À, 8 tháng thôi. Lúc đó cô mới đi xuống lầu ở dưới đất là lấy nước. Tại vì nước không lên tới trên lầu được. Dạ. Phải xuống lấy nước. Thì lúc đó Trang mới đi xe đi, cô quên đóng cái cửa ngang lại. Trời ơi. Rồi bắt đầu, mình nghĩ nó chơi tuốt ở trong. Đâu có nghĩ là bắt đầu nó chạy. Nó chạy từ trong ra tới cầu thang. Lũi rớt xuống cái eo. Rớt xuống luôn, lăn. Thì cô ở dưới đất nghe cái rầm. Thì chạy lên thì lúc đó có ông ngoại nuôi là ở chung cơ quan mà tuốt ở trên tầng trên. Nó té chung với chiếc xe đi luôn. Chung chiếc xe đi luôn, cái ông ngoại mới ẵm lên. Lúc đó thì em chạy chưa lên kịp. Thì lúc đó cái đầu nó coi như lật lề luôn rồi. Coi như là nó nằm trên vai ông ngoại mà nghĩ là gãy cổ thôi. Chỉ nghĩ là gãy cổ thôi. Tức là nó không gãy còn... cổ là chết đó mẹ. Gãy cổ là chết đó mẹ. Đúng rồi. Tức là nó không còn cảm giác. Ông ngoại nói con ơi bây giờ cường cổ nó sao kỳ quá. Có đi cấp cứu gì không cô? Không. Cái sau tự dưng cái bà ngoại đứng phía sau lưng. Dạ. Nó mở mắt ra nó nhìn. Nó nhìn mà nó không khóc. Không biết sao hả nó sợ quá không biết nữa. Cái bà ngoại nói ô nó mở mắt rồi. Cái bắt đầu từ từ nó tỉnh luôn mà nó không hề khóc luôn. Nên nó không khóc mình mới sợ nữa. Tại vì nó không khóc là sợ nó quá hoảng loạn hay là có vấn đề gì mà nó không khóc. Cái sau đó mới đưa đi bệnh viện. Đưa đi bệnh viện kiểm tra thì hoàn toàn không có gì. Nghĩa là nó không xây xước tay chân đầu. Không xây xước, tức là hoàn toàn không có bị gì. Bây giờ phải hỏi Vân Trang nè, bây giờ Vân Trang cảm thấy là cái đầu có vấn đề không Trang? Nó
Dạ, dù có di chứng tới bây giờ không? Nó có một cái sang chấn tâm lý nhẹ gì đó. Cũng đôi khi nó cũng bộc phát hả? Đúng rồi, cho nên là nhiều khi nhờ vậy mà nó thông minh hơn. Cho nên học sớm 2 năm mà vẫn giỏi. Ủa, học sớm 2 năm là sao cô? Tại vì lúc đó cô thời gian cô đi làm việc ở ở Mỹ Tho, không có đủ sống, không đủ nuôi mình nữa chứ đừng nói nuôi con. Cái bắt đầu ông xã mới nói thôi hay là mình về quê. Về quê buôn bán, tức là hồi ở Mỹ Tho thì Trang học rất giỏi, tức là lúc đó mẫu giáo thôi, nhưng mà là bé khỏe bé ngoan, suốt mỗi năm là đều được lãnh thưởng, lãnh đường, lãnh tiền luôn. Trường cấp thành phố, cấp cái tỉnh cái luôn. Xong sợ về quê rồi nếu mà không cho em nó học thì sợ nó bị chậm đi, nó ù lì lại. Thôi bây giờ bạn của chú thì làm ở trong giáo dạy á, giáo viên, thôi gửi cho ngồi chơi để cho nó làm quen với các bạn khác, cho nó quen cái môi trường học nó không có quên. Gửi sao cái thầy nói bây giờ nó học giỏi lắm. Nó học giỏi thậm chí hơn các bạn trong lớp. Thì giờ chị tính làm sao? Lúc đó thì nhà trường mới kêu là thôi để làm giấy khai sinh lại. Dạ. Nhà trường cho rút hồ sơ làm giấy khai sinh là năm 88, nên giờ Trang mang khai sinh năm 88. À, chứ đúng là 90, sớm hơn tới 2 năm. Tức là khai mang đó. Khai mang đó. Giỏi hơn người ta. Nhưng mà ngày xưa đi học là Vân Trang có năng khiếu gì không cô? Ừ, Trang thì đặc biệt là hát hay, vẽ học đẹp. Giỏi, vẽ đẹp. Vẽ đẹp, thi vẽ thì hạng nhì của trường. Dạ. Rồi hát thì hạng nhất của khối luôn. À, cấp 1 là Trang học ở dưới quê. Ở dưới quê thì là năm lớp 5 mình cũng là liên đội trưởng của trường. Xong rồi lên cấp 2 thì xin mẹ là cho xuống trường chuyên ở dưới cái lại học. Thì học trường chuyên 2 năm xong rồi là thấy có một người anh học ở trên Sài Gòn thì phải nhất quyết đòi mẹ là mẹ phải cho lên trên đó học mới được, nó không là con không học nữa. Thì là lớp 8 là mẹ đã cho lên Sài Gòn rồi. Lúc đó Trang có 11 tuổi thôi đó chị. Mà học với ai? Ở trên này với ở ai? Trong trường. Ở nội trú trong trường luôn. Rồi tự đi tự về luôn, mới có 11 tuổi. Nói chung là thôi. Nhờ mẹ em cũng gan lắm. Có nghĩa là từ nhỏ là mẹ đã cho cù bơ cù bất rồi, có nghĩa là đi học về xong rồi là đi đoạn đường làng quê 2 cây số để về nội chơi. Ok con thích thì con đi. Tuyệt vời, tức là làm cái bàn đạp con ngay từ cái lúc mà con mình còn nhỏ. Mình có quan niệm mà cho nó ra thực tế, nó trải nghiệm. Nhưng mà mình vẫn theo dõi nha. Vẫn hướng mắt theo dõi, nhưng mà để như vậy thì nó sẽ mạnh mẽ hơn. Nên Trang, cá tính Trang hơi mạnh. Ngày xưa con biết là lúc đi học á, trong lớp thì Trang hay mọc râu. Mà hai đứa bạn ngồi gì vậy, có râu mép hả Trang? Hai đứa bạn trai ngồi ở phía sau chọc hay chọc Trang lắm. Nhưng mà nó rất là tỉnh. Nó thay vì như người ta sẽ yếu đuối, chị sẽ khóc này kia, không có đâu. Về kể cho mình nghe mình mới biết. Ê con nhỏ, có râu. Cây biết sao Trang quay xuống. Râu chứ gì nữa không râu. Ý là nhạt thằng kia. Thì râu chứ gì nữa không râu. Cái hai kia sợ. Rồi từ đó về sau không chọc luôn. Tức là nó có cái cách để xử cho người ta là không có ức hiếp nó nữa. Nên cô rất là tin. Ủa, vụ án gì có râu vậy ta? Nó mạnh mẽ. Cái cá tính nó mạnh mẽ quá. Đến độ nó mọc râu. Râu cá tính mạnh rồi. Con thiệt á, con mọc không nổi luôn á mà Trang nó mọc. Xong rồi lớn quyết tâm mở spa đi triệt râu mép nha không ạ. Đúng rồi. Quỷ xứ á. Trang gì là em trường sân khấu ra hả? Dạ em học sân khấu ra. Nhưng mà ngày xưa học cấp 3 xong rồi Trang thi trường nào? Từ nhỏ là mình cũng cố gắng học lắm. Học giỏi toán, cũng có vào đội chuyên toán, vào đội chuyên hóa. Rồi tới năm 11 thì là mình có đi thi Olympic sinh của thành phố Hồ Chí Minh. Ngày xưa má Năm là chị của mẹ là bác sĩ. Nên là má Năm có những cái cuốn tài liệu học về y á. Trời ơi là mê lắm, lần nào về là cũng gom những cái thứ đó để mình coi. Là nói chung học sinh rất là giỏi, là 10 phẩy luôn á trong trường. Dự định là mình sẽ thi vào y hoặc là thi nghiên cứu sinh. Nhưng mà giống như là cái số phận nó đưa đẩy mình thi. Nhưng mà ngày hôm đó thì mình trật tủ môn hóa. Cho nên là sinh thì điểm rất là cao, nhưng mà hóa thì nó là không có cao. Nhưng mà rất là may mắn là có một đứa bạn, nó rủ mình thi vào trường sân khấu điện ảnh. Thậm chí là em không có làm đơn thi vào luôn, mà nó tự làm hai đứa đi thi. Xong rồi mình thi vô thì mình đậu. Nghe tin là em sẽ thi vào trường sân khấu điện ảnh thì mẹ rất là mừng. Mẹ mừng lắm, mẹ rất là vui, là tại vì ngày xưa mẹ rất là mê cái trường nghệ thuật sân khấu 2, nhưng mà bà ngoại là không có cho. Bà ngoại là nghĩ là con theo hát bội thì mẹ liều con hư. Cho nên hồi xưa hồi thời của mình á. Dạ đúng rồi, Thanh Quang cũng vậy. Thủy cũng đi học cũng phải trốn mà bị đòn đó. Vậy ha chị. Em rất là mừng là tại vì nó thực hiện được ước mơ của mình mà mình không thực hiện được. Nên thích lắm. Người này cũng tiến bộ nè. Đúng hay nè. Chứ khi mà con mình mà nó có dính chút xíu về cái vấn đề là nghệ thuật là mình khuyên liền, con suy nghĩ cẩn thận, bình tĩnh. Tại vì cái nghề này nó
thử thách dữ lắm, nó không hề bằng phẳng. Lúc Trang đi thi nè, ai cũng khuyên á, kể cả cái anh đạo diễn mà hướng dẫn Trang mà để thi vào trường sân khấu điện ảnh đó, ảnh cũng nói thôi đừng đi ngành này, nguy hiểm lắm, rất nhiều cạm bẫy. Dạ. Và lúc đó Trang cũng hơi xấu nữa, thật sự xấu hả? Hồi lớp tôi chỉ không nghĩ là con bé Trang tới giờ đó mà nó xấu nha. Hồi lớp từ tới lớp 12 vẫn còn xấu. Lúc đó em không cho diện, lúc từ em có quan niệm là từ lúc nhỏ cho đến lớp 12 để cho bé nó học. Nếu mà diện lên thì sợ các chàng trai ngắm nghía thì nó sẽ không tập trung việc học, nó sẽ học không tới nơi tới chốn. Ông xã lên ông thăm nó, cái ông nói em là thợ may mà để con mặc đồ như thế này à? Bắt đầu thi vào trường sân khấu điện ảnh là cho diện lip ba ga luôn. Rồi đẹp chưa? Đẹp chưa Trang? Là lúc giờ, giờ đẹp chưa không biết nữa. Rồi lúc đó làm sao này vô trường sân khấu rồi nghe nói là năm nhất năm hai đến đi phim rồi đúng không? Đúng rồi, năm nhất năm hai đi phim rồi. Sao vậy? Ai tạo điều kiện mà sao hay vậy Trang? Trời ơi, câu chuyện này nói chung là chắc là cũng tại một phần cái tính của mình nó thẳng tính đó. Đầu tiên là cũng nhớ là đi quần chúng dữ lắm luôn, quần chúng 50 ngàn. Cái anh mà ảnh kêu mình đi quần chúng đó, sáng ngày hôm sau quay rồi mà ngày hôm nay ảnh không liên lạc, không gọi điện, chắc là ảnh định cắt luôn ba cái vai đó cho nên là không có kêu nữa, không nói gì hết. Gọi điện thoại chửi, anh đâu có làm việc như vậy được. Tụi em là sinh viên mới vào trường, nhưng mà chắc chắn sau này tụi em với anh cũng sẽ còn gặp nhau trên quãng đường dài. Trời ơi, mà giận lắm chị, giận rất là giận luôn. Xong thế là anh cảm thấy anh có lỗi với mình. Thế là đợt sau thì cái phim Đam Mê của chú Đinh Đức Liêm quay, thì anh lại nói là, anh gọi cho mình, nói em ơi, em đi cast cái phim này đi. Xong cái mình nói, thôi anh, em mới học có năm nhất, em không đi cast đâu. Thầy dạy là phải học hết 3 năm rồi mới muốn làm gì thì làm trong trường như vậy. Xong anh gọi lần thứ hai, em ơi em đi cát đi. Xong cái lần thứ ba anh gọi, em đi cát đi, anh xuống anh chở em đi. Nhớ luôn là anh Trực, thì bây giờ ảnh là đạo diễn rồi. Xong rồi là đi lên gặp chú, thì cát hai phân đoạn, một phân đoạn cười, một phân đoạn khóc. Giờ cát phân đoạn nào trước, cát cười đi chú. Rồi cát cười xong tới phân đoạn khóc, kêu vô cát, không, em không biết khóc, em chưa có học tới cái kiểu khóc cho nên là em không có cát đâu. Em vô đi chú, gần chịu em rồi đó, em vô đi, em diễn đại cũng được nữa. Thế là vô diễn đại, cái phân đoạn đó là chú chọn luôn. Khi mà đi cát phim vậy có nói với mẹ nghe không, có tất cả mọi thứ kể cho mẹ nghe không Trang? Có chú, có lần đó là cô kể cho, lần đó là sợ nhất. Sao cô? Trang lúc đó là mới có, hình như là có mới vô học mấy tháng thôi. Thì có ai đạo diễn nào mời mà hẹn là gặp quán cà phê mới chết chứ. Lúc đó cái hai mẹ con là mình còn đang thực sự là hai lúa dữ lắm, rất là quê, và Trang cũng quê luôn nữa. Trang ơi, bây giờ con lên đó, nhớ là chỗ đó là Hồ Con Rùa đúng không Trang, quán cà phê Hồ Con Rùa. Cái hai mẹ con mỗi người một cái điện thoại, mẹ thì ngồi ngay Hồ Con Rùa luôn, 207. Rồi con thì lên quán cà phê, con nhắn cho mẹ là con ở tầng nào đi, ở tầng nào, phòng sung, cũng như cái phòng nào, ghế ở đâu, để mà thí dụ có sự cố là mẹ chạy lên liền. Chỉ cần Trang mà có cái bị gì trên đó thì chỉ cần nhấn cái điện thoại là dưới này nghe. Trời ơi, hai mẹ con lên mà trong lòng ngồi dưới này như lửa đốt không yên, sợ có cái chuyện gì xảy ra. Chút cái Trang xuống, không có mẹ ơi, người ta đàng hoàng lắm. Đàng nghi quá. Lúc đó mới yên tâm. Rồi cô còn nhớ cái bộ phim nào của Vân Trang mà cô xem đầu tiên không cô? Cô xem nhưng mà cô thấy Trang diễn còn đơ lắm. Dạ, rồi lúc đó thế cô... là cái cảm giác của cô. Cô về cô nói Trang, mẹ thấy Trang diễn chưa được. Dạ. Tức là theo cô thì là chưa được. Có thể là cô là khán giả hơi khó tính, đòi hỏi cao hay sao không biết. Trang chấp nhận không? Trang chấp nhận không? Dạ, lúc đó đương nhiên là không chấp nhận rồi. Hơi buồn chứ, buồn trong lòng lắm. Tại sao mẹ lại nói lúc nào mẹ coi mẹ cũng không bao giờ khen hay một tiếng, rồi hãy nói chê. Nhưng mà nãy là mẹ nói giảm nói tránh thôi. Trang xem lại phim Đam Mê thì trời ơi, diễn thấy mà ghê. Trời ơi, diễn thấy mà ghê. Đây là giai đầu đời luôn á Trang. Dạ, diễn đầu đời có biết gì đâu. Đã nói rõ với lại cái anh đi casting là em không có đi casting đâu, em không có diễn được, em phải học hết 3 năm thì em mới đi mà. Nhưng mà rồi tất cả những cái kịch bản đem về rồi, như cái mẹ có xem trước không? Con góp ý nói trước có không? Chứ là sau này các kịch bản của Trang là mẹ đọc trước, Trang gửi hết qua điện thoại cho mẹ. Mẹ phải ở không, lúc đó cũng nhiều việc lắm nha, nhưng mà phải tranh thủ thời gian bỏ ra để đọc. Xem kịch bản này hay, kịch bản này hay con nên nhận. Còn kịch bản kia thôi mẹ thấy không có gì để... Đợt đó là kịch bản gửi tới em nhiều lắm chị, có nghĩa là nhiều quá nên Trang không cái không... đợt đó nhiều lắm thì đọc không xuể, mà một gửi ba mấy tập mà gửi một lần 3-4 phim. Hay vậy không? Xong rồi có mẹ ơi con đang đọc cái này nè, mẹ đọc cái kia giùm con đi chứ không tới thời gian trả lời. Là cái dòng máu nghệ thuật ở trong mẹ của Vân Trang là còn nhiều, đam mê còn nhiều hơn cả Trang nữa, tức là đọc đúng
mặc dù không học một ngày nào hết. Cô từ đó giờ Trang tham gia những bộ phim kịch rồi, cô còn nhớ những cái tên không cô? Tên nào ấn tượng không cô? Phim chuyển thể của Hàn Quốc mà Trang đạt nữ diễn viên chính xuất sắc ta. Phim Lối sống. À, Lối sống sai lầm. Phim đó lúc đó là Trang diễn tốt hơn tất cả các phim khác. Phim chiếu rạp như là Thiên Mệnh Anh Hùng, rồi Cô Dâu Đại Chiến, rồi Scandal là cuối cùng nhất Scandal. Là Trang đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc luôn. Là mẹ với ba là cũng xem nát cái phim luôn. Phim chiếu ở trên đài, xong rồi là phim chiếu lại trên đài. Lúc nào là cũng canh để coi hết. Nhiều khi mình còn không coi mà ba mẹ là coi suốt. Đang coi xong á, trời ơi sao mà thấy thương quá vậy, rồi ngồi khóc. Trời thấy ơi. Con mình nó xem bồn mình giọng nhớ đó chị, trời khóc luôn. Có một cái sự cố nào trong cái cuộc đời sự nghiệp mà nó cứ bằng phẳng từ lúc mà dạ, nó cứ bằng sanh ra cho đến lấy chồng vậy đó hả? Đối với Trang thì không có sự cố nào gọi là sao cuộc đời nó may mắn quá vậy ha, trải qua Hồng từ nhỏ đến lớn. Sự cố là đơn giản là như là lúc nhận kịch bản có khóc nha, nhận kịch bản nhiều quá rồi, là lúc đó mới vừa là ra trường nên bây giờ nhiều đoàn phim mời quá thì cứ ham đi nên nhận nhiều cuối kìa. Cùng đúng sắp rồi chạy xuống rồi. Khóc. Mẹ ơi bây giờ con không biết làm sao, bây giờ con quá mệt mỏi rồi. Cái đó mà biến cố xô nhiều quá cũng là biến cố dễ sợ không? Trời ơi cái gì vậy? Cô lúc Trang đi phim rồi đó, rồi trượt cách xê đồ làm sao cô cứ về có đưa cho cô không? Lại hỏi tiền nữa. Thì đó phải hỏi tiền. Ta nói cái nhân vật nào lên đây thì kiến trúc sinh sao là nó hỏi tiền à? Tiền bạc làm sao cô? Cái là ngoan, cái là tiền không có giữ. Dạ. Tất cả là đều đưa cho mẹ hết từ A đến Z, tài khoản cũng mẹ giữ luôn. Là bây giờ spa cũng vậy luôn hả cô? Không, ba cái sau này khi Trang có gia đình rồi thì lúc đó cô có nói nếu mà con có gia đình mẹ không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của con là tiền bạc mẹ không nhận nữa. Dạ. Tức là hồi trước đây Trang cho mẹ xài bằng đồng tiền của Trang, nhưng sau khi có gia đình là Trang hoàn toàn là cô không lấy luôn. Cô nói là thôi tiền của con, thí dụ con có đưa cho mẹ, mẹ cũng sau này tìm cách để trả lại con hoặc là trả cho cháu ngoại chứ mẹ không lấy, sợ ảnh hưởng tới hạnh phúc của tụi nó. Còn cảm xúc của cô khi mà Vân Trang thành công coi là quá sớm, thực sự về sự nghiệp, về kinh doanh luôn, cái cảm xúc của cô nó như thế nào cô? Hiện tại bây giờ. Thật sự thì lúc đó cô cũng mừng lắm. Tại vì đây là ước mơ của mình mà con mình đạt được. Coi như là một cái thành công gấp đôi đó. Tức là trong lòng cô rất là mừng. Nên mỗi lần mà Trang có cái gì hết là cô phải theo dõi sát sao từng... Thậm chí là lúc trước là cô mai đồ cho Trang đi đóng phim không mà. Là cô theo dõi nghèo lắm, đâu có tiền mua nhiều đồ. Không, với lại Trang cũng không có phải là xài sang như người ta. Được cái tính đó, tức là không có đòi hỏi phải hàng hiệu này kia. Chắc có lẽ là mình trong cái khó khăn rồi nó cũng đã quen dần tính. Mặc dù sau này có tiền Trang vẫn không có tính đó. Dạ, cô ơi, thì nãy giờ con thấy Vân Trang từ lúc nhỏ đến khi lớn á đều có là một cô bé rất là ngoan, học rất là giỏi. Nhưng mà không biết là ở trong gia đình có cái bí mật nào mà xấu hoặc là cái gì đó nó kỳ kỳ, cô có thể kể cho khán giả biết được không? Từ chương trình là Con Tôi Vô Số Tội mà nãy giờ toàn là nghe cái tội tốt của Trang không à? Hơi bề bộn dạ, nha. Con phụ giúp hồi cô ăn hồi xưa luôn. Hồi là con gái á, chứ bây giờ thì kỹ lắm. Bây giờ thì sạch sẽ lắm. Có con rồi đúng không? Có con rồi sạch hồi sẽ. Hồi đó lắm. Là đồ em đi quay rất là nhiều luôn. Và em thuê một cái chung cư để ở chung với những cái đứa bạn học của mình là 4 đứa. Thì cái phòng của em là em ở cùng với một đứa nữa. Là cái tủ đồ của mình là bao la luôn. Cái tủ đồ của em là từ đây qua đây tủ đồ rất là lớn, là để treo đồ của mình, để đồ đi quay 2-3-4 phim. Nhưng mà có bao giờ mà dọn nổi đâu. Không bao giờ dọn nổi. Thế là đợi mẹ với bà ngoại lên. Là mẹ với bà ngoại ngồi dọn xong xếp từng cái. Xong thấy hai bà nằm dài ra. Xong cái uống miếng nước cái tỉnh dậy cái soạn tiếp. Xong cái nằm dài ra cái soạn 2-4 ngày mới xong được cái tủ đồ. Đồ quá nhiều luôn rồi. Mà Trang không bao giờ soạn, Trang chỉ thảy vậy thôi. Rồi cái nết ăn ngủ của Trang ở nhà sao cô? Trang ngủ thì hồi nhỏ thì Trang hay gác một bên ngồi chăn banh như nè. Cái nết á thì banh càng phải ngủ dậy mới được. Trời ơi, rồi bây giờ có con có gác con không vậy? Con nó y chang mẹ. Vậy hả, hai mẹ con nằm banh càng. Hai mẹ con nằm banh càng luôn. Trời ơi, khi mà có gia đình hình như là Trang ít xuất hiện hơn đúng không? Dạ. Để chăm lo gia đình, bây giờ không biết là sắp tới Trang á dự án hay là dự định gì mới cho cái sự nghiệp diễn viên của mình không? Trang thì luôn luôn lúc nào cũng khao khát quay trở lại làm nghề. Nhưng mà khi mà lúc mà mình vừa sanh bé xong, tại vì ngày xưa mình đã được mẹ ở bên cạnh mình như vậy, mình lớn lên trong một cái tình thương như vậy, mình học được rất là nhiều thứ từ mẹ, cho nên là Trang cũng muốn dành cái điều đó cho con của mình. Nhưng mà nếu như mình sẽ có những cái kịch bản nào mà mình cảm thấy mình rất là thích, mình rất là mê, mình có thể bỏ ra tầm khoảng 2-3 tháng để mình đi một lần, xong rồi sau đó mình sẽ quay trở về mình nghỉ đông,
xong rồi sau đó là mình đi tiếp chứ không có còn dày đặc như ngày xưa nữa. Nhân chương trình này có một lời gì nói với Trang vậy cô? Cái điều mà cô mong muốn lớn nhất là gia đình nhỏ của Trang được hạnh phúc. Khi mà Trang hạnh phúc rồi thì tất cả mọi chuyện đối với cô đều là nhỏ hết. Không có gì bao la bằng tình mẹ, chỉ mong là Trang hạnh phúc mà thôi. Vậy nhân chương trình này Trang có đôi lời gì muốn nói với mẹ không Trang? Thực ra thì tâm sự với mẹ từ nhỏ, nghĩ là nếu như mà đến một cái lúc nào đó mà mình không có mẹ bên cạnh nữa, chắc là em bơ vơ, chuyện gì cũng kể với mẹ, nó khỏe, nó nhẹ người, nó không còn phải lăn tăn. Sau này không có kể rồi nha. Từ khi lấy chồng sau này là không có đó. Từ khi lấy chồng là không kể đó. Từ khi lấy chồng nên nhiều khi thấy mặt Trang buồn, cô rất là đau, nhưng mà hỏi có gì không con? Không có gì đâu mẹ ơi. Rồi thôi cô cố gắng nhịn mà chịu. Ngày nào mà mặt nó tươi là cô rất là vui. Ngày nào mặt nó tươi là trong lòng cô như là mở cờ. Còn ngày nào nó buồn là mình cũng buồn theo, nhưng không dám hỏi nhiều. Phụ nữ lúc nào cũng thương con. Rồi cái lỡ lời, một hai lời nói đụng chạm đến con rể hoặc là tôi xui gia thì nó lại mít lòng. Vậy thì nhân dịp đây Trang có thể nói một lời nào với mẹ để cho mẹ được yên tâm, mẹ được cảm giác giống như là con Trang bé nhỏ cặp cặp ở trong nách mình. Đi đâu cặp trong nách mình là mình không sợ, đúng không? Có một cái điều mà Vân Trang nghĩ là riêng Trang cũng như là các bạn nhỏ mà còn cha còn mẹ, thì mình luôn luôn lúc nào cũng phạm phải một cái sai lầm mà Trang đã phạm phải rất là nhiều. Đó là mình ra ngoài đời thì mình dĩ hài vi quý với mọi người, mình vui vẻ với mọi người, nhưng mà khi mà về gia đình mình ỷ y cái đó là cái nơi mà mình chắc chắn luôn luôn nào cũng hướng về mình. Mình có làm sai thì người đó người ta cũng sẽ bảo vệ mình, cho nên là nhiều khi mình có những cái lời nói mình lấn lướt người ta, mình làm cho người ta buồn. Có nhiều lần Trang nạt mẹ lắm, là mẹ cứ có một chuyện mẹ nói hoài, hoặc là mẹ cứ giận cái này giận cái kia. Tại sao mình lại vui vẻ với những người ở ngoài mà về nhà mình bao nhiêu cái buồn bực của mình lại trút lên cho mẹ. Cho nên là làm mẹ khóc cũng rất là nhiều lần luôn. Rồi cũng thương à. Giận chút xíu rồi cũng thương lại. Cho nên là bị lờn. Thì có một cái điều mà từ nhỏ tới lớn Trang hứa với mẹ mà Trang chưa làm được, đó là dẫn mẹ đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Xong rồi thì mà công việc nó tới tấp như vậy, mình không còn thời gian về thăm ba mẹ, huống chi là dẫn đi đâu. Xong rồi thế là lấy chồng, rồi sinh con, rồi nghỉ đi, bao nhiêu công việc, đúng rồi, rồi nghỉ đi luôn. Nhiều khi là cũng đưa cái điều đó qua cho em trai, thì thôi con cũng sẽ cố gắng hết sức mẹ, hiểu không? Mai mốt ăn này nó lớn hơn tí xíu, bé này lớn hơn tí xíu thì ba đứa mình đi. Không dám ba đứa mình đâu. Còn con, còn chồng lum la nữa ba đứa mình. Dạ cảm ơn, hôm nay cũng cảm ơn Vân Trang. Dạ rất cảm ơn đã chia sẻ những câu chuyện rất là vui cũng như là rất là ý nghĩa. Dạ con cảm ơn cô cũng như cảm ơn Vân Trang đã tham gia chương trình. Dạ bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.